Đấy, tôi biết các bạn thích, tôi biết các bạn thích cái trò gì nhỉ? Total Aquari gì ạ? Quirex, mẹ mày Battle Simulator không? Đây, mẹ quả trò à? Mẹ mày cũng như thế nhưng mà là khủng long các bạn. Mẹ tôi nhìn cái game nhưng mà buồn cười vãi rồi. Mẹ chơi thử ngay. Ai? À, đấy, người cổ đại này. Ui, binh lính Spartan, hiệp sĩ dòng đền, người Roman, cung thủ. Rồi, với kinh nghiệm. Cung thủ. Phòng thủ. Thêm cung thủ, ok, hết rồi. Hết rồi đấy. Chứng minh cho người ta thấy có các con. Siêng nó. Chém đi. Mà nó đi. Okay. Cố lên. Ok, xong dễ thế nhỉ. Vụ đấy phải chăng là mẹ mình đã sinh nhầm thời và mình đang sinh sớm cho 1000 năm trước, mình đã trở thành một mẹ bậc tướng quân rồi. Trời ơi. Đéo thua được ấy, thề. Đấy, đấy. Game này nó còn quả đánh nhau với thú vật các bạn. Mẹ thề tí còn đánh nhau với khủng long các bạn. Mẹ tàn sát thú vật mình có sợ bị Triệu Tử Long. Xông lên. Ok. Ok, mẹ mắc mèo không? Nào. Chưa chết. Cái lồng thế nhỉ? Từ. Có gì mới không? À ha. Một, hai, ba, bốn. 40 triệu tử long. Xông lên. Xiếc nó. Mày. Em muốn đít cho anh cất cả. Nó xin chúng mày đấy. Quay lưng lại. Mày kia. Mày. Chủ đâu rồi người? Loạn quá, chả hiểu gì cả. Xin đi. Tao xin chúng mày tách ra, mẹ tách đâu ra? Con ngựa chủ đâu rồi? Chủ đâu rồi? Em ơi, tôi có bị sợ bị bang không nhỉ? Tôi bị bang quá. Từ. Con mẹ mày ngựa vẫn sống một chủ chết tiếc cả tài. Gì đây? Mẹ kiếng. Sao mẹ chưa có mấy con mới à? Mấy con mới cái dùng dạm mà. Mẹ kiếng. Cung thủ này, đâu mẹ gọi là Dương Đông Kích Tây nhìn này đấy. Rồi gọi đội hình. Đội hình cái thuyền. Cái thuyền. Đắc kỳ nhá, đấy. Gọi là cái thuyền. Cái thuyền. Cuộc buồm rồi. Cuộc buồm. Let go. Xông lên chúng mày. Đấy, đúng tiếng rồi đấy. Chém nó. Sao chém nhau thế này? Cái gì mà ngu thế nhỉ? Chém chuẩn vào, bố xin mày đấy. Ok, có gì đấy? Đuông dừa. Bắn nó đi chúng mày. Đéo ai đuông dừa cho anh. Giết. Tao xin mày đấy. Bắn chuẩn vào mày đấy, tao xin mày đấy. Làm ơn đấy. Ô kìa. Đúng thua ấy nhỉ? Ờ không, thăng. Mày bị viễn thị không? Tao thề, tao bị viễn thị, tao đã bắn tên được, tao nói nhá nhưng mà. Bắn đi! Đúng rồi, thắng rồi. Dễ tích mẹ, ôi mẹ đấy, đúng, câu chuyện đúng thật. Khủng long! Mẹ mình. Nó vẫn chưa có mẹ con mới nhỉ? Buồn thế.
Khủng long to làm như nào nhỉ? Khủng long to biết thế này thì... thử phải thử với em, mình thử sức khủng long em như nào đó. Hải quay xe. Khủng long con từ 4 con thôi. Trời đụ mẹ, từ từ. Chúng ta bạn cái hoạch từ từ đâu rồi? Cho quả đam xong rồi. Quay xe đi mày, chạy. Ui, bám chắc thế nào. Nhả ra anh. A! À! Ok ha. Đau hổng được. Đau hổng tí nào. Vệ binh. Romania. Ok kìa. À đúng, từ, nó phi lao mẹ. Tanh đi, đúng rồi, tanh đi. Ok. Boy. Ơ sao biết mày biết bay vậy? Alo. Sao mày trâu thế? Ui, mẹ Thành. Bắn tay Thành nhím vào đấy, chết đi. Chết hộ tao cái, xin đấy, chết đi. Đúng rồi, thắng rồi. Xuống. Đúng rồi, tiếp đi. Ok kìa, rụt mẹ. Mẹ bắn 10 mũi trúng 1 mũi ạ. Trời ơi, tao xin mày đấy, chết chưa? Xong chưa? À, mày nấp à? Cung thủ, bắn đi. Đúng, tiếp. Mẹ bắn vào đầu nhau, tao xin chúng mày đấy. Khủng long ba sừng. Khủng long tiếng đạc, mẹ từ bình tĩnh. Đéo con mới nhỉ, tự xem có con mới không, đông này. Nhìn này. Được. Hãy đỡ sức mạnh quân lính Sparta. Hết mẹ tiền rồi. Hay dạ, lãnh đạo. Tôi nhỉ. Tôi là lãnh đạo của binh đoàn này, lãnh đạo rồi, bắn tay đây. Ô kìa, hủy diệt vãi đái thế nào. Đỡ mẹ chân rồi em, buông. Đau, khỉu chân tao. Sao không thua nhỉ? Người ta bảo binh lính Sparta là binh lính mẹ mày thiện chiến nhất mà. Thiện chiến biểu thơ kìa. Không sao, chủ tướng có sống. Mẹ mày có phải có trái tim không? Có trái tim không vậy? Mẹ thề. Thật tàn bạo. Mẹ đâu được rồi, sao mẹ người ta bảo binh lính Sparta tàn bạo nhất vậy? Ô, thiện chiến nhất mà. Yếu dữ vậy. Rồi, xử lý nhau đây nhỉ. Đúng rồi. Nhìn đây này, người ta gọi đây là làm được thứ nhà chỉ có bậc chủ tướng mới làm được. Nhìn đây này, nhìn kỹ nhá. Cảnh sát gà, nhìn kỹ này. Ok, thiếu. Đủ mắt tao. Bắn đi, thả diều đấy, bắn đi, ở kia. Đúng rồi, xuống. Bắn nhanh lên, tao chết bây giờ, ở kia. Tanh. Không. Bắn đi, đừng chạy, mẹ cái bọn con tinh ngu ấy. Bắn đi. Bắn nhanh lên, mẹ chúng mày. Xin đấy, đúng rồi, ok. Rồi, ok, tao đến đây, mẹ, đi. Tực, mãnh tướng. Game hơi dễ thế nhỉ? Mẹ không phải đấu game này đúng là rất khó, nhưng mà sao đây là một chủ tướng mẹ, quá nhiều mưu trong đầu. Angry Joe, thằng mới này, cái sức mạnh gì đây? Súng á! Còn đéo ở đây. Bắn đi, đừng chạy mẹ. Cứ chạy thế nhở, mẹ chúng mày nữa. Xin đây, bắn đi. Đúng rồi. Chạy đi. À, chạy.
mày sót càng yếu thế nhỉ? Bong Billy. Tay không à? Tay không đánh người đéo được. Ôi. Đúng. Tiếp 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 tiếp. Sao lại chạy? Mẹ chúng mày ở lại chiến đấu với người đàn ông đi. À mày lại mày con gái à? Xin lỗi. Con này con rắn đỏ khỏe thế. Tu cái này cần chiến lược này, cái này cần chiến lược này. Cái này cần mẹ một sự đỉnh cao ở chơi của này này. Nhìn này. Không, cho em làm mãi một lần này. Người ta bảo mình spam bài không được. Là bị sai đấy. Rồi. Shotgun này. Very very nice. Very very nice. Chạy đi Billy. Ây à. Ok à. Deep mà. Ok chết mẹ Billy rồi. Chạy đi chúng mày ơi. Run away, we don't know him. À. Băng trả đi, băng trả. Đúng rồi, đúng. Giặc. Đừng nói thua nhá. Mày còn 1, 2, 3, 4, 4 người. 5, 6. Chuẩn vào tao xin chúng mày đấy. Chết đi. Chết đi. Bắn trả đi. Ây à. Vẫn thua. Cú thế nhở mẹ này cửa cho nhào ta. Mẹ mày sáng to thế hay chơi đâu đi. Mẹ tôi suy nghĩ tiếp rồi. Tôi lùi ông Billy. Chạy đi. Đố bắt được tao. Né ngay ấy. Không sao, bắn đi. Ô kìa, đừng nói thua nhá, đông lắm rồi đấy. Tạo mọi điều kiện rồi đấy. Rồi, con cuối. Ok, vẫn còn à? Có gì vậy? Khi đó cầm chùy à, vãi cả Bill. Hấu đập. Hay đỡ sức mạnh của tao. Hây-ya. Ây à, ui. Con người có quả tim không vậy? Trời ơi! Mẹ mày thích quay chơi như nào ta? Từ. Bây giờ anh thành suy nghĩ tiếp rồi. Clear cái, mẹ em đi. Nhưng mà có một thằng câu chùy. Đây, câu chùy. Câu chùy, cái ông. Cho hai thằng giải tiếng nhất. Câu chùy, đấy, câu chùy. Bởi phi chùy là cái hết chùy luôn đúng không? Mình đã cho mẹ mày quân đội Sparta xông vào. Yểm trợ bởi mẹ mấy ba này. Đấy. Hai bà này. Thêm Sparta. Cung tên. Lên. Thấy chưa, câu thành công. Chém nó, xiên. Ui. Đập phát chết luôn ạ. À. Trời ơi. Rồi, đúng rồi. Okay. Chiến thuật chúa. Thì mẹ phải chi mình sinh sớm khoảng 1000 năm trước thôi. Phải mình thành mẹ mày ghi tên sử, mẹ lưu danh sử sách. Bực. Chiến tướng thì chính. Trời ơi, tuần đỉnh thực sự tôi ạ. Màu trắng, màu trắng lại đánh nhau với màu đen.
ô cái đéo đấy. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Bố mày lại. Mày chiến trường ở chỗ chúng mày múa bằng nghệ à? Trời ơi! Mẹ mày chạy á! Úi dồi ôi! Bỏ ra! Bỏ ra! Ít mẹ mày lừa vãi cả. Dạ nhá bố mày lại. Chả đéo muốn nói đâu mẹ mày. Đấy rồi, màu trắng, đánh cái màu đen. Ít thế nhỉ. Ít dữ vậy, không không? Xông lên. Billy. Mày. Đấm loạn mày. Đấm mày. Gấu chặt. Năm đấm. Ây da, đấm đi. Đấm nhau mẹ chúng mày đó. Tự đấm chính mình à? Tao xin mày đấy. Tao xin mày đấy. Rồi mày chiến cho khác à? Tao nói tắm mày trong mẹ mưa tên bão đạn. Bảy con à? Trời ơi. Cần một người dụ. Đấy. Đối bắt được em. Xe đua công thức 1. Trời ơi. Đây không phải hàng, đây là chiến thuật. Ây á, nào. Ô kìa, cung tên. Chúng mày chua một con gấu được đi, mẹ chúng mày. Mẹ mày sao thế là phải thám nhau nhỉ, từ. Đừng đứng xa ra. Mình không cần ngựa đâu, mình cần con này đủ. Mình bước. Chạy hải quay xe bắn đi. Đố anh bắt được em. Đừng bắt em. Mày nói tôi. Mình cần ngựa đấy. Cắn con đít rồi, bỏ ra. Mình bị sai đâu đấy, từ mình cần ngựa hay sao nhỉ? Rồi mình cần ngựa đấy. Quay xe. Ô kìa. Vẫn sống. Bấy bị bắn đi, chúng bay ơi, bắn đi lên. À. Sao thế nhỉ? Từ từ bình tĩnh suy nghĩ tí. Rồi mình câu giờ tốt hơn. Đúng rồi. Úi trời ơi. Thấy chưa, chỉ cần câu giờ thôi là thắng. Ok, cái gì đây? Ông đéo ở đây. Mày hà mã một bọc giáp à? Trời đụ mẹ, từ có unique mới không? Đéo có luôn, trời ơi. Thương tao. Bọc giáp. Bọc giáp này xử lý nhào nhà đây. Mình cần một dạng tanh chất lượng. Sparta chất lượng. Thắng rồi đấy. What the fuck. Nó hủy diệt quân mình luôn kìa. Chơi đoanh nhau ấy. Ui.
Wow. Có quả tim không vậy? Mẹ. Nó là rồng cái gì đây? Người da đỏ à? Dragon. Rồng luôn, trời. Rồng à? Rồng có đỡ xuất căng không? Mẹ con rồng này. Chó này. Chạy đi mày đi, chạy đi, bắn đi. Bắn đi, ai à. Cái gì vừa nổ ấy? Cái gì vừa nổ ấy? Có ai nổ à? Có ai nổ đúng không? Cái gì nổ ấy? Nổ mày. À. Bố mày hiểu rồi. Mày thiết bị sai đâu đấy rồi. Ừ, bị thiếu quang để xử lý kia luôn ạ. Trời ơi, cười khó là từ từ suy nghĩ này. Tắt cả mà. Lừa hết. Ai... phải làm nhau tốt đi. Hải quay xe, bắn đi nổ đi. Chết mẹ mày. Ê, ngựa có súng, ngựa có súng. Ngựa, cố lên ngựa anh, cố lên ngựa anh. Anh ngựa chết rồi, cầu giờ lắm rồi đấy, cố lên chúng mày. Cầu hết giờ rồi đấy, cầu hết giờ rồi đấy. Đúng. Trời ơi, quái đỉnh như vậy không? Lại đây, lại rồng, lại rồng. Mẹ mày, tôi mắc tôi đang lừa đây là do mẹ tôi làm việc nhiều quá tôi bị mờ mắt hay là mẹ con rồng có súng ấy. Đi mẹ vãi luôn. Rồng có súng máy ạ. Đi mẹ mày bị điên ở game ấy. À, tao lại chẳng. Thử đồ mới gái. Là sao? Ê ơi, có quả tim không vậy? Ê ơi, con đang bom ta? Đó bom nhà? Chết mẹ mày với bố mày. Hãy đỡ. Yeah. Nghe mọi người, câu giờ. À không, mình chỉ cần câu giờ thằng ấy đâm màu là xong đúng không? Đúng, 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 đúng. Hãy chà. Câu giờ đây. Xông lên! Đánh bom cảm tử! Ok. Ây da! Thế là thằng đã bom bị chỗ sai chỗ nhỉ? Lùi một chút đi. Ông lùi bị bắn chết. Anh tin em. Bùm bùm. Rồi. Đúng rồi. Có một con nữa đấy, thua chịu chúng mày luôn này. Nó chỉ là một con tê giác, nó chỉ là một con tê giác bọc thép thôi mà. Bắn chuột vào, xin đấy mẹ. Tao phải giết mày như nào? Ow!
đéo chết được kìa, uộc. Đéo hiểu là giết cho mày, giết tao, giết mày. Ê, tha tao. Yeah, boy. Penises. Let go. Mày. Con dâu chưa chết. Ai ạ. Thì thêm bom, thêm bom nữa tốt mấy. Trên vai anh gánh mẹ mày sứ mệnh của cả một dân tộc. Em tin cái anh da đen thôi. Đúng rồi, mình cho anh chạy một lúc. Chạy quay đầu. Ê, ê, ê. Lừa rồi. Cú lừa nó. Em thấy mà sót găng đéo xuyên được người nó. Mẹ cũng tên trông chờ gì nhỉ. Ok, nghiệm ơi, thằng nào cũng đang mẹ mình. Fucking pepe kìa. Anh ra đẹp, em tin anh. Đùa, anh nổ, 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 nổ. Không, không, cung, không, không, cung tên không xuyên được, cung tên không xuyên được. Ý tưởng ngu lậu rồi, ai ạ. À. Thật công nghiệp, mày trưởng thành rồi Tuấn ạ. Tuấn. Mình ý bây giờ mình chỉ một quả bom này mình. Với một quả bom mình giết ba con tê giác một lúc được không nhỉ? Mình muốn giết ba tê giác không giết một con rồng không giết chết. Ừ. Mình nghe căng thẳng thực sự nhưng mà không sao. Làm được. Mày giết được con rồng của tao phát sọc được. Tất cả hỏa lực. Tất cả hỏa lực vào con rồng. Đấy. Anh ơi, anh hãy gánh cả trọng trách của cả giống nòi. Ơ kìa, mẹ đéo đủ tiền. Trọng trách của cả một giống nòi. Kẹp vào nách anh. Cố lên. Sống lên. Mày. Rồng chết chưa? Rồng chết, rồng chết. Không, rồng chưa chết, rồng chưa chết, rồng chưa chết. Bắt. Thêm hỏa lực, thêm hỏa lực từ giữa, thêm hỏa lực từ giữa. Từ giữa thêm hỏa lực. Mong hỏa lực từ giữa. Vớ mình làm nổ mẹ mày cả. Vừa làm nổ chết con rồng cả cái mình để đâu nhỉ? Đây à? Anh ra đen ơi, em xin anh. Em lại anh đấy anh. Rồi. Up your ass. Cố lên anh ơi. Tính toán như là con rồng bay tốc độ khoảng 50 cây một giờ mà đúng đây. No. Đúng. Giết bố mày. Quay xe. Ok mẹ, nghe mình sẽ đặt xa tí đã, xa tí đã được. Vì quang rồng sẽ bắn vào lưng con tê giác. Ừ. Đúng. Chú. Mày sẽ bắn vào lưng con tê giác. Chạy đúng rồi. Bắn vào gần đây. Sai vì nhá. Ý heo đặt quả bom được dưới đất, cú thế nhỉ mẹ mình. Mẹ con rất đặt mẹ đất cho xong, đéo đặt quả bom đất, nhờ anh ra đây anh cầm hộ ở cái thế. Anh ơi, em xin lỗi anh, nhưng mà anh chết hơi nhiều. Cú thực sự. Đây. Quân tử trả thù mới áp chú ạ. Đây. Up your ass. Cú lửa, chết mẹ, ok, nổ đi. Mày anh được không? Mày chết con. Nổ đi. Mày nó quả bom nó phải.
45 nổ mất, chết chết con rồng gì nhà mẹ, gỡ mẹ mất á, trời ơi. Nếu bây giờ mình khôn hơn cái mình đã dùng cú lừa của chúa. Bỏ bắn sai nhá, chỉ cần mày giết con rồng thôi. Chỉ cần chúng mày giết con rồng thôi. Ngựa ơi, tao xin lỗi. Ok. Chạy đi. Rồi, đéo biết giết con rồng. Ok. Cái game này. Bây giờ mình giết con rồng nhờ, mình cũng chưa biết. Mẹ tôi. Tất cách nào là hợp lý nhất nhỉ? Mình chỉ cần một phát địch cao rồi. Quay đầu! Em ơi! Được rồi! Đây rồi! Không, 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 không! Sai, sai rồi, sai rồi, sai rồi! Đó, lùi, 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 lùi. Pega. Ai da. Ui một quả bom đéo chết con rồng luôn ạ. Thôi mẹ, quả game này khó quá. Mẹ phải nghĩ tư bỏ rồi mẹ thề. Tư duy quả game khó quá. Ai da. Lần cuối này mẹ. Bọn chó. Đéo chết được con tê giác ạ. Trời ơi. Thêm bom không ta? Một. Úp. Mày chết mẹ mày rồi con lợn ạ. Đi mẹ mày chết cái bố mày nhìn đây ai. Tao mà chết ấy, đi mẹ chúng mày chết cùng tao. Mẹ chúng mày hướng mày muốn lợn này. Ây à! Trời đụ mẹ. Đéo là đéo là đéo là đất cái tay đấy. Ồ. Là mình cần. Anh ra đây anh em xin lỗi anh em mà dân ta đã khổ, anh phải làm thôi. Không phải anh thì ai? Chó chắc. Anh ơi, em xin lỗi anh. Gánh nặng. Phu còn chuyện chuyện. Ticker. FT các anh ra đen ơi. Trời ơi. Chất lượng thực sự. Mày chết mẹ với tao nha mày. Giết con rồng là sao? Xông lên. Mày. Đâu em muốn chơi lại cửa này thì em muốn thử nghiệm cái này cái. Từ từ bình tĩnh. Ơ đéo đéo chơi được nhỉ? Cay thế. Đéo vào đây được.
Phun chưa? Phun rồi. Chạy! Ai à! Mẹ, nó đeo né thôi. Hydra. Mẹ hàng Hydra mày nhưng mà sai lầm rồi, bố mày cắp từ America con chó cái gì đây? Ôi ư vậy không à? Ok, đéo có bom à? Đéo có bom. Ôi, giết Hydra đéo có bom giết được không? Đéo cùng tên luôn. Không có gì luôn. Trời ơi. Thôi rồi, lượm ơi, dụng mẹ bông hoa gạo rồi. Ê, thắng kiểu gì ta? Ồ, giết ngoài này xong hay ra đến này. Ồ. Mẹ nó Sparta đéo ăn nổi bọn xương ạ, trời ơi. Ê đi mẹ, đéo có cung tên, đéo có súng, đéo có gì cả. Ok, thế chơi như nào ta? Nó phải làm sao? Nếu có cái gì dùng được luôn, không có cái này, không có cái kia, mỗi được bọn cổ nhân này, trời ơi. Không, mình tập trung vào, mình giết bọn này luôn ngay từ đầu này. Chất lượng bù số lượng đi. Chết mẹ. Nó quẫy một phát chết mẹ hết luôn. Úi dồi ôi, nó quẫy. À nghe, mình cần một đứa vào câu quẫy. Đúng, mình cần một đứa câu quẫy là sao? Câu quẫy. Clear cái. Câu quẫy này. Sparta này. Chú. Đây rồi, thắng chắc mẹ luôn. Quẫy. Câu quẫy sai rồi. Sao nó quẫy? Em muốn nhìn nó, trời ơi. Mình câu quẫy xa gì đó. Trời ơi, câu quẫy sai, câu quẫy. Quẫy đuôi. Câu quẫy, quẫy đi. Nó đéo quẫy khi đéo. Làm được. Còn như Sparta, làm được. Không làm được. Úi dồi ôi, nó gặp mẹ rồi. Giờ em phải làm sao nhỉ? Hay mà lại trầm cảm rồi, hay mà. À không. Phải đảm bảo câu được quẫy ở đây này. Câu quẫy đi, hết rồi xong. Cố lên. Đéo câu được quẫy rồi. Biết ngay mà. Úi dồi ôi, nó gặp phát chết mẹ là cả lũ của nhau. Lòng khỏe thế mẹ. Không nha. Xong rồi này. Đấy rồi, cơ hội đây rồi, chém đi, chém luôn. Không, thất bại rồi. Nếu có gì để dùng luôn, hay dùng thử mẹ này. Cái phi ở mỗi cái lao, phi mỗi cái lao xong dừng luôn. Nó tất cả cùng phi thì chết được ngoài không? Chết luôn được đấy, có thể đấy. Ừ, cùng phi đi. Cùng phi. Đúng rồi. Đây rồi. Mày. Chọc. Mày chết. Ok, xong. Hai con xương nó giết cả binh đoàn ạ. Cái đéo gì thế?
Cứ tính toán xem bao nhiêu lao chết một con cái. Chờ tí. Năm con. Hay chà. Năm con chết. Ok. Ông thử bốn con chết không? Bốn con chết không? Hay chà. Cũng chết. Ba con chết không? Hai con chết không? Không chết. Ba con thì sao? Không chết. Bốn con chết. Ok, hiểu. Đã hiểu. Game là dễ. Thế thôi. Bốn con. Một, hai, ba. Bốn con. Sống lại thanh liệt. Làm theo lời bác. Bên lính Sparta thua xương rồi thôi này. Kìa, bên lính Sparta lại thua xương ạ. Trời ơi. Không sao, không sao. Được, đủ người. Được. Mày chết mẻ với tao nha mày. Hơi dễ, Mino to luôn. Bốn con rồi á? 1, 2, 3, 4. Thôi mày chết mẹ chúng mày rồi, ok. Cái gì đây? Harpoon. What the fuck is Harpoon man? Suicide Seal. Là sao? Con đéo gì đây? À, bọn này bán màu cảm tử. Không cần cảm từ, bây giờ mình cần anh da đen thôi là xong. 1, 2, 3, 4 con. Thử xem mà nhé, 4 con Hapu nha. Là sao? À. Cũng bắn bom, không cần, không cần đâu. À không, đúng rồi, cần chứ. Ok, từ. Em tin anh. Anh là rẻ nhất trong đám của em rồi, em phải dùng anh. Em xin lỗi anh, em phải dùng anh để hy sinh hộ đồng đội. Trời. Xong rồi. À, Harpoon là xích. Em mình cần câu xích, mình còn cần câu xích nữa không? Thường câu xích cái. Một anh câu cái xích lại. Lưng. Mày chết với tao nha mày. Câu xích. Úi dồi. Quay đầu kích bom mà mẹ thằng. Cúc mẹ mày đi. Anh khác. Đúng rồi, đéo trùng trở mấy thằng cầm mô được mẹ thề. Đúng rồi. Phát nổ này con lợn. Rồi, clear xong rồi, lo con kia xong rồi, xong rồi. Không, mẹ đừng dùng mình bọn này, mình bám bọn kia. Ừ. Chú. Rồi, xong. Mày xong. Bay vào, kích nổ đi, kích nổ. Rồi, vấn đề tiếng sau thôi. Tiếng sau ở xa quá, tiếng sau gần hơn cũng được. Nên không dùng kích nổ nữa, mình dùng cái khác quan trọng hơn. Đéo cũng tên luôn. Vũ khí hóa anh. Right on you. PP. Đấy. Cái đám không nhỉ? Có cái đám không? Đúng vậy. Ây ạ. Đi.
Từ từ tôi nhìn lại cái một lần nữa mà. Cái vậy luôn. À đúng rồi. Vì con kia nó có xích đúng không? Con kia nó có xích, nó xích mình. Con kia kiểu gì cũng xích mình. Mình xích bố mày đi. À chú đúng rồi. Con này lùi sâu gì á. Mày chết con mẹ với tao nha mày. Right in the PP. 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 Oh, PP, PP, PP. Ô kìa. Duma Dawa, từ. Ờ, bọn này bị xích vào sớm quá. No, no. Mà lùi xa tí nữa nhỉ, lùi xa một tí nữa. Đúng sao một tí nữa mẹ, giận quá. Bình tĩnh. Nhiều vãi vậy. Nhiều dữ vậy. À không, mình không. Let's go. Xích nhầm con rồi, mẹ mày con kia các bạn. Có bên này, có bên kia, trời ơi. Test donate. Ủa? Hituna. Trời ơi tí. Trời ơi, từ tí. Tôi không biết tôi thắng chưa, thắng chưa. Chết rồi mà. Cái đi con bà già ông nội của tổ cha đó chứ. Mẹ cái game lồ này tao đi phăng nhá. Mẹ. Khổ người khác thật sự. Đấy. Rồi mẹ đến giờ thì pha game mà game như lồn, mẹ mà game lồn mãi bố nó qua cái đấy được. Rồi từ lúc mấy map của em mà. Cái mẹ rồng. Đâu được làm rồng. Rồng mạnh đi. Uầy. Mà sao mấy cửa này dễ vậy. Trời đụ mẹ. Bố mày đi phang game, game đi lộn bịt mẹ.